chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Thì hồi tuần trước á thì mình có làm mắm tép, hôm nay là mình sẽ luộc thịt với tép nè. Tấn đang chuẩn bị luộc thịt nè, luộc thịt với tép để mình hồi lát mình cuốn bánh tráng ăn với mắm tép. Các bạn cùng xem với mình ha, món này rất là ngon nha các bạn. Biết sao chưa? Luộc đi. Này thịt luộc đơn giản. Nãy có bỏ nước muối vô nước không? Không nhớ nữa. Mày hỏi. Lấy miếng muối miếng đường bỏ vô. Muối bỏ muối muối hột á. Thịt này luộc vừa chín tới là ngon nha các bạn. Ba rồi. Đổ muối rồi ha. Ừ được rồi. Xíu đường thôi. Đặng cho nó cái miếng thịt nó có gia vị nó ngon hơn. Lạt nhách được rồi. Rồi, thịt luộc với tôm luộc thì đâu có gì đâu mà để quay luôn các bạn. Thì hôm nay là cái món thịt luộc với lại tôm luộc cuốn bánh tráng chấm với lại mắm tép. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món mắm tép theo kiểu nhà mình nha các bạn. Đây là cái bàn ăn của nhà mình. Đó. Rồi. Rồi mời mọi người dùng tự nhiên. Thì đây nè, mắm tép là mình đã trộn rồi hết rồi, mình đã làm hồi tuần trước thì tuần này mình có thể ăn được. Trộn với lại riền, củ riền á, thì ớt gì thôi. Nếu mà ai mà thích đu đủ thì trộn đu đủ. Thì cách làm mắm tép như thế nào thì các bạn cùng xem với mình nha. Thì đây là cái công đoạn mà để mình làm mắm tép này các bạn. Thì tép mình mua là lúc nó còn tươi á, mà mình để cho nó chết. Rồi bây giờ là mình chế rượu vô mình ủ nó. Đây là cái cách làm mắm tép của nhà mình nha. Đó. Chế một khoảng 2 ly rượu. Mình ủ cho nó đỏ lên á. Thì mình để tép của mình ủ ở đây chừng 15 20 phút rồi đó. Trong thời gian đó thì mình đi bầm tỏi ớt rồi. Mình đi thắng nước mắm nữa. Nè, các bạn biết cái cây chứ trước màn hình là cái cây gì không? Đây nè. Thì cái này là cái cây dù u. Mù u cũng là nó, dù u cũng là nó, tùy theo cách gọi của mỗi nơi khác nhau các bạn. Thì nhà mình thì cũng không còn mấy cây dù u bự. Chỉ còn mấy cây nhỏ nhỏ à. Tại vì cái cây này á, người ta cái gỗ nó cái cây nó rất là chắc. Người ta tận dụng, người ta làm nhà, làm cột nhà, làm đóng xuồng này kia cũng được nữa. Giờ mình sẽ hái vài cái lá dù u này để mình dằn mấy mắm lại chứ không gì. Dằn mấy mắm tép á. Mắm tép mình để trong keo, mình lấy lá mình dằn lại. Mục đích là để cho cái con mắm nó đừng có nổi lên. Với lại nó đừng có mấy con dồi nữa. Vài lá vậy là đủ rồi. Đây là cái đám riền. Riền nhà mình nè. Cũng nhiều lắm. Như đây là trộn cỡ 100 kg tép còn đủ nữa. Lát nữa mình sẽ đào dài củ mình trộn mắm tép. Mắm tép lại có riền ăn mới ngon. Cái mắm tép của mình sau một thời gian mình ủ nó là được rồi. Giờ mình chút ra để ráo. Ráo 3 nước. Thì để mấy con tép nó chết rồi á, đặng cho mình ủ nó nhanh đỏ. Chứ không thôi mình để nó trắng hoài à. Mắm tép là phải đỏ chứ không thôi nó trắng tươi là nhìn ghê lắm. Nhìn ăn này mẹ mình làm chứ mình không có làm.
này là công thức của mình làm từ đó thì mình ăn vậy á, rồi bạn mấy bạn có công thức khác thì bạn làm theo kiểu khác, mình từ đó thì mình làm giờ để áo là nấu nước mắm với đường rồi để vô này của mẹ mình chỉ nha các bạn. Rất là đơn giản. Làm mắm tép á thì cần phải có trời nắng mình mới phơi được, nó mới đỏ nhanh, nó mới ngon. Mà nay thì nắng cũng ít, giờ mình tắt cái nồi lên trên bếp để mình hắn nước mắm với đường để làm mắm tép. Nhiều nước mắm dữ hay mà. Nhiều. Tại vì một ký tép là muốn một chai này rồi, mình làm nửa ký thì nửa chai. Nhiều nước mắm lắm nha các bạn. Tùy theo mình muốn ăn khẩu vị của gia đình, mình muốn ăn ngọt thì mình cho thêm nhiều đường. Còn không ấy thì mình cho dừa thôi, nhiêu đây khoảng 200g đường thôi. À. Mình thắng cho nó tan đường á, mình để ấm ấm vậy đó. Cái mình cho tép vô keo, cái mình cho nước mắm vô. Rồi đậy lá lên rồi phơi. 10 ngày ăn được liền. Rất là mau. Làm cái video này là phải đầu tư gần hơn một tuần lễ nha các bạn, chứ không phải là làm xong rồi bập liền được đâu nha. Tại vì làm còn phải phơi để cho tép nó quay lại mới ăn được á. Này mình thắng cho đường nó tan ra hết là được rồi. Nè mấy con tép hồi nãy mình đã lấy ra mình để cho nó ráo nước á. Tỏi ớt mình xắt kìa nè, để vô luôn. Giờ mình sẽ chế nước mắm mình đã thắng vô. Mẹ mình chế chứ không phải mình chế. Đó. Mắm với đường nó kẹo kẹo đúng không các bạn, thấy không? Tại sao mình lại không để mà nó tép nó đầy kim keo? Tại vì để vô nó còn phình lên nữa. Phình lên mình phơi á, mình phơi cho nó ấy lên. Để vừa vừa vậy được rồi. Với lại để có khoảng trống mà mốt mình trộn riền với trộn riền vô. Nó dễ. Đó. Được một đó, hai keo tép. Okay. Hai keo mắm tép. Bây giờ là tới cái lá dầu u. Đẩy cái lá dầu u lên trên. Nếu mà không có lá dầu u thì thay bằng lá chuối, lá gì cũng được các bạn ơi. Gài lá dê được rồi. Sao? Để nắp lại. Cái này lá nó mau. Đâu sao đâu. Đó. Mình đây mình phơi. Trời có nắng. Mình để lên đây mình phơi. Ngày nào cũng phải phơi, phơi trong vòng từ một tuần lễ đến 10 ngày thì có thể ăn được các bạn. Đó. Rồi cùng chờ đợi ha. Các bạn thấy cái chuyện làm mắm tép này nó dễ không? Nó đơn giản không? Rất là đơn giản, tháng này là tép rất là nhiều. Cho nên là tháng này làm mắm tép để tới Tết ăn cũng được nữa nè. Đó. Món này mà thịt luộc ha, tép luộc, cua bánh tráng chấm mắm tép là hết sảy. Tuần sau mình về mình sẽ làm món đó.
Nay là có thằng Tấn với lại vợ con mình luôn, ba mẹ luôn. Thì hôm nay thằng Tấn cũng lâu dữ lắm rồi đó. Là nó mới về nhà ăn cơm mà nguyên nhà gì. Thì ăn với lại mắm tép thì có thịt luộc nè, thịt ba rọi luộc với tôm. Bên kia là tép nhỏ đã lột rồi, bên đây thì chưa có lột. Bánh tráng, rau sống, bún. Có ăn gì bún? Bánh tráng. Bánh tép là vừa ăn ha. Vừa. Bánh tép như có tùy theo người, mình thích ăn đu đủ, mình chọn đu đủ. Này có tỏi, ớt với riền là ngon rồi. Viền nằm cái đặc trưng là cái món mắm tép phải có viền mới ngon. Viền ăn rất là ngon. Mắm tép mà không có viền là giống như là thiếu cái gì đó. Hồi từng gọi làm đó Tấn. Mới là lần gọi hả? Từng rồi đó. Gặp miếng viền hả? Chờ không gầy. Phơi nắng hôm giờ đó. Cuốn cuốn đẹp đẹp ha. Buồn kìa. Rồi đủ đẹp chưa? Vậy coi là đẹp không? Được rồi, quá bự. Thôi ăn đỡ đi. Thôi em ăn đi. Nhìn dị hổm quá. Thôi đi tập sau đi, Anh là chuyên gia dìm hàng luôn á. Mình tham gia cuốn cuốn được rồi. Phải mình phải làm đẹp người ta mới không dìm được chứ. Rồi Tấn gói nè. Nó bó lại luôn nè. Không lột tép bự ăn Tấn. Thôi đi trang trí đi. Biến lột hả? Con Tấn sợ giơ tay. Để gì con sống có để giữa nè. Dạ ba, có ba cuốn đẹp nè. Giá nào để giữa. Dạ. Giá hẹ. Sau đó đánh thịt ba gọi lột nè, để vô. Ăn rồi. Đẹp. Đẹp lột để vô. Nhiều nhiều chứ ít vậy. Rồi cho miếng bún vô đi. Lần cú lần khó mà. Rồi đẹp rồi. Đã chưa? Đẹp rồi. Được rồi. Ủa chắc đẹp hơn tao đó. Cũng đầu bự đầu nhỏ như trang. Chính. Để tao lấy ra phân độ. Rồi. Em làm lên sơ thôi, không cần khéo nữa mà ăn nó ngon thôi. Khéo gì? Nè. Còn đầu chấm mắm tép. Buồn không ăn nè. Buồn ăn rồi. Buồn ăn má. À, lột tôm bự ăn. Buồn ăn tôm bự không? Tôm bự đi. Dạ, tôm bự kìa, ăn tôm bự không kìa, ba hỏi kìa. Ăn không con? Ăn không kìa, ba hỏi kìa, ăn không kìa. Mâm mâm. Mâm mâm mâm. Ừ. Ăn gì vậy? Con đang ăn gì vậy? Cái bà đi, cái bà đi. Rồi nè. Lần nào tới giờ ăn nó cũng buồn ngủ hết trơn á. Rồi nè. Ăn hết siêu quậy rồi. Ngủ rồi. Nè cho bôn con bự nha, Nè cho bôn bự đi. Rồi cho bôn bự nè, Nè đó. Lột một con cuốn đi tí. Rồi cắn một cắn miếng rồi. Cắn thôi. Cắn mày. Được không? Cái mùa này ăn mắm tép đủ là hợp. Cái mùa đặt chân tép tép gông rất nhiều. Tép gông nhiều làm gì vậy? Tép gông làm cái tháng này là làm mắm tép là đúng thời điểm các bạn. Tháng này nước lũ nó rút xuống á là tép nó dồn về, người ta chặn văng lưới người ta bắt á thì nó rất là nhiều mà rất là ngon nữa. Mà lại rẻ nữa. Mấy con tép này nè. Ở dưới quê á bán có 40-50 ngàn ký à. Tươi gói luôn. Lên trên chợ trên thành phố bán 120, 130. 160, mua 7 mua tới 160 luôn đó. Ghê vậy? Ừ. Quá trời. Khá mà. 160 nó cắt cái đậu chút xíu á. 4 lần gấp 4. Cũng y gan nhau à. Nhưng mà bán với giá trên thành phố á nó bán giá gấp 3 lần dưới quê. Ăn cũng nhót ruột lắm chứ bộ. Mịn như đây dưới quê thoải mái đi. Đó, mình còn tôm bự luôn. Mẹ mà con thích làm tép nhỏ này nè, con thấy có nhiều người làm tép lớn nhìn tép nhỏ nó ngon, tép nhỏ nó ngon, mềm thấm đó. Không ăn mà đẹp được. Con tép bự nhìn ăn nhìn nó sao sao á, nó còn cứng cứng sao? Còn chất tanh nó chưa có hoài hết rồi.
gấp một miếng mắm tép để vô tính mấy ngao ăn. Thôi ngượng miệng không ngon. Nó nhỏ nữa ngon. Cái mắm tép này cái nếu mà làm mà nó thành công á là nó phải chua. Chứ nó đừng có mặn là ngon à. Mặn là hết ngon. Mà cái màu lên màu là nó phải đỏ vậy nè các bạn. Nó không có để quá chất cho nha. Bữa bè mình làm sao thì các bạn thấy rồi đó. Chế rượu nè. Thành công. Rượu vô cho nó tép nó đỏ đó. Làm cái nó đang thu à. Con mua tép tươi thì con cũng phải ủ cho nó đỏ vậy đó. Con làm con tép nó mới đỏ được chứ để tươi là nó bị trắng. Đỏ lên màu vậy không? Còn nó chua à, nó rồi bây giờ tính ai chưa đây còn sạch ta. À tính ngay. Bây giờ là tôi sẽ ra tay. Cái này nó khó nhúng nè. Đây cái dài. Nhúng cái bánh này là cái khuôn này là phải nhúng cái bánh tròn với nhúng bánh dài là thua rồi. Bánh tròn dễ hết rồi còn dài mà. Còn cái bọn cũng còn không? Cái dễ bánh dài có nó vuông nhất cái hộp nè. Nó làm ăn hốn hộp. Khô quá. Đây. Cho mua một con nữa nha. Ba buồn tham gia vừa ăn quá rồi. À. Còn lúc ba bốn. Thấy không Tấn? Thấy thấy. Thịt ba loại là phải có thịt có mỡ gì nè mới ngon. À. Ăn này nhớ ông bà trước. Ông bà trước qua tháng mùa rau. Có chuyến lần Tết nữa làm đắp mắm bánh tép nữa. Chấm cá lóc con chu luôn ha. Cái món này mà làm để tới Tết ăn rồi bỏ tủ lạnh lên Tết ăn là để tủ lạnh á mà luôn không hư phải để tủ lạnh mẹ ba nói cá lóc nướng chui nữa kìa từng sau nha từng sau nha con bà ăn để chừa mắm để từng sau một miếng bún nữa đó cô buồn đó người làm mắm mà mặn chát thôi thua. À, các bạn thấy không? Cuốn thì nó hơi bự chút xíu nhưng mà mình nhìn thấy nè, có tép đâu ở ngoài nè, có thịt nè, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó. Được không các bạn? Được. Ê tới không ấy cuốn đẹp quá ngồi cuốn cho mọi người ăn. Bỏ đi, quên ý định đó đi. Nè. Mắm tép. Một miếng nước. Mà kia nè. Kiên ớt. Dù ăn không quen ăn không được không? Tỏi ăn được không? Đó. Ăn mắm tép là phải có riềng. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái ngập răng nha các bạn. Đó. Vừa có tép vừa có ớt các bạn. Rớt hết đi. Nè. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức gia đình mình nha. Nghe cái mới nói được. Thì cái vị món này sao á thì chắc bạn nào ăn qua rồi cũng biết rồi, nó ngon như thế nào. Mình không có nói là nó ngon quá hay quá ngon gì. Ăn thì nó rất là ngon, không có ngán thôi chứ cũng không phải là cao lương mấy vị gì. Nhưng mà mùa nào thức nấy các bạn ơi. Đặc trưng của mỗi miền. Mắm tép này là mắm tép nha, chứ không phải là mắm tôm hay là mắm ruốc nha. Cái vị nó khác biệt lắm. Còn miếng nè. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn lại các bạn trong những video sau. Hơi mất lịch sự xíu. Thì mình như mình đã hứa năm ngoái lần chứ không phải mới ở đây. Là mình sẽ làm cái món mắm tép này. Nhưng mà tới thời điểm này nè, mấy tép mới có, mới ngon. Mình mới làm.
Thì bây giờ là còn vẫn còn đang có tép nhiều nè các bạn, nếu mà thích thì cứ làm theo. Món này chắc các bạn ở xa quê chắc thấy món này nhớ lắm nè. Ngon, mắm tép củ riền. Rồi chào các bạn, chúc các bạn có một ngày thật là vui. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye các bạn.